Nào cái địa phạm? Chính là chị ấy dạy đấy. Chịu sử tha đó. Người Hà Nội đại bộ phận đều. <laughs> Hớn mẻ bộ phận đâu. <laughs> Nhất định khác rồi đúng không? Ý định khờ là bà. Đã là bạn bè. 既然是朋友。gọi đồ. Tiền tung chỉ. Mình thường đến tiệm này đọc sách tự học. 我常来这家店看书自习。có hợp khẩu vị của bạn hay không? 合不合你的口味？vừa ăn cơm chưa？刚吃午饭。mở công ty. khai Nhận điện thoại một chút. Chia ý điện thoại, Không có việc gì đâu. 没事的。sự đó. 没事的, Muộn chút gặp lại. 晚点见, nhớ gọi điện thoại thông báo cho chị. chị. đỡ để điện thoại thông báo cho chị. đầu đã tiếng Trung. vậy rồi chị. Từ thông báo cho chị. rồi. 从一开始就这样学了，父号父四颂，一边学习一边使用。khó trách chẳng trách nán quải không ít từ ngữ chuyên ngành。 不少专业词语。耳朵，哥，求耳朵。在哪儿住？在哪儿住？在住？学校宿舍在规定是规定